师傅功德圆满，护法依靠。要是在我家中的人生，你讲多过的那话很，那是一辈子撒野野的，真的。Chẳng biết tụi chính khí nào chẳng. Nói phải à, nếu mẹ không chịu rồi miệng dài ta lớn, tôi muốn ở lại, kêu mẹ là mẹ đó. Chẳng lưu trở lại, cho đi như chúng nhỉ. Người cũng biết tính toán cái gì. Nếu mẹ chấp nhận, xin nói mấy lời tốt đẹp, dùm cho con rể trước mặt ba dì. Vậy mày giống như quái hả? Vậy thì là sợ. Chọn chồng không nên chỉ nhìn bề ngoài, có những thứ chỉ để nhìn, chứ chẳng làm gì được cả. Lão Trường tuy có xấu đấy, nhưng mà rất thật thà. Thật thà thế nào đây? Đừng tưởng bề ngoài lão Trường xấu xí, nhưng thật sự là tốt lắm. Chẳng phải mẹ nói nhà ta có ruộng tốt ngàn mẫu sao? Sau này chẳng cần dùng đến trâu kéo cày làm việc. Lão Trường chỉ múa bồ cao một lúc là xong đây. Nếu trời nắng hạn, con còn có thể cầu mưa, kêu mát mẻ, còn có thể gọi gió mà. Sư phụ, người cũng mang đi ạ. Tập giới, đợt này chỉ là